Tết này, mua iPhone 15 series tại Hoàng Hà Mobile, tiền hưởng ưu đãi 30, trả góp 0%, không mất phí chuyển đổi. Quét ngay mã QR để biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, người nổi tiếng nói riêng và người giàu nói chung luôn có những cách tiêu tiền vô cùng khó hiểu. Đôi lúc họ khiến người khác phải thốt lên. Đúng là nghèo khó làm giới hạn trí tưởng tượng, chứ trên đời này việc quái gì cũng có thể xảy ra. Trên thực tế, một siêu sao đã chi đến gần 1.000 tỷ chỉ để mua bảo hiểm cho đôi chân của mình. Và vị đại gia ấy chính là Taylor Swift. Vậy Taylor Swift là ai? Cô ấy giàu đến mức nào? Và có những điều gì thú vị xoay quanh cô gái này? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Taylor Swift sinh ngày 13 tháng 12 năm 89 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là người môi giới chứng khoán, còn mẹ làm giám đốc tài chính trước khi lui về làm nội trợ. Từ nhỏ thì Taylor đã có niềm đam mê với biểu diễn, nhưng phải đến năm 11 tuổi cô mới nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Là một cô bé nhưng Taylor lại chọn hướng đi phát triển khá đặc biệt, bởi dòng nhạc mà cô chọn lại là nhạc đồng quê, thứ nhạc kén tai, thường chỉ được những người nhiều tuổi nghe. Chính vì thế mà cũng 5 lần 7 lượt, Taylor bị các nhà sản xuất nói nhạc này chỉ dành cho mấy bà nội trợ già, và thị trường âm nhạc cũng không có chỗ cho đứa trẻ 13 tuổi như cô. Sau nhiều lần bị từ chối thì Taylor vẫn không từ bỏ mà lại tiếp tục học chơi đàn và sáng tác. Đến năm 14 tuổi, cô mới chính thức dấn thân vào dòng nhạc đồng quê sau khi ký hợp đồng với hãng thu âm non trẻ Big Machine Records. Mặc dù album đầu tay đã giúp Taylor Swift có được chút thành tựu, nhưng phải đến Fearless, album thứ hai của Taylor mới thực sự tỏa sáng. Đây là album giúp cô có tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó, Taylor Swift đã thực hiện 105 buổi biểu diễn quảng bá cho album và thu về đến 62,6 triệu đô la. Lúc ấy thì người ta mới có cái nhìn khác về Taylor và ví cô là công chúa nhạc đồng quê. Thế nhưng không phải lúc nào sự nghiệp của Taylor cũng rực rỡ. Năm 2009, khi đang phát biểu nhận giải thì Taylor đã bị Kanye West giật mic và nói Beyonce mới xứng đáng với giải thưởng này. Khoảnh khắc ấy đã khiến cô xịt kèo cứng ngắc. Vài tháng sau, Kanye có đăng đàn xin lỗi, nhưng thay vì ăn năn hối cải thì anh ta lại thích ăn ốc nói mò hơn. Cụ thể là vào năm 2016, Kanye phát hành ca khúc Famous có đoạn "Tôi nghĩ mình có thể ngủ với Taylor vì tôi đã làm con khốn đó nổi tiếng". Hình nom của Taylor xuất hiện trong MV cũng vô cùng tục tĩu, tự dưng bị bêu dếu. Taylor ngay lập tức tố Kanye chơi xấu mình. Còn vợ chồng nhà Kanye thì không khác gì mẹ con nhà cám khi tung đoạn ghi âm khẳng định đã xin phép trước. Lúc này danh tiếng của Taylor bị ảnh hưởng trầm trọng, người ta ví cô như con rắn độc, còn sự nghiệp thì gần như bị nhấn chìm. Thế nhưng đó là với người khác, còn Taylor Swift thì không chấp nhận điều này, và lịch sử cũng bắt đầu từ đây. Taylor đã ẩn mình một thời gian để suy nghĩ về các mối quan hệ và phục thù bằng album Reputation vào năm 2017. Ở thời điểm đó, Reputation là album có lượng đặt trước lớn nhất với 400.000 bản. Cuối cùng, với hào quang nữ chính, Taylor đã chứng minh rằng Reputation là một màn trả thù hoàn hảo khi cô sử dụng chính hình ảnh con rắn chúa để quay trở lại. Tour diễn Reputation Stadium Tour đã phá vỡ mọi kỷ lục. Chỉ tính riêng ở Mỹ, Taylor Swift đã thu về 266 triệu đô cùng hơn 2 triệu vé được bán. Cô trở thành nữ nghệ sĩ có tour diễn mang về doanh thu cao nhất tại Mỹ. Và điều thú vị là cô lại phá kỷ lục của chính mình. Về sau, scandal năm xưa đã dần sáng tỏ, đoạn ghi âm được chứng minh là có sự cắt ghép. Sự nghiệp của Taylor càng đi lên theo hướng thẳng đứng. Chỉ tính riêng nền tảng Spotify, Taylor đã là nghệ sĩ có bài hát được phát trực tuyến nhiều nhất vào năm 2023 với 26 tỷ lượt đến cuối tháng 11. Với sự nghiệp ca hát, Taylor cũng giành được 11 giải Grammy, 1 giải Emmy, 29 giải Billboard, cùng hàng chục giải thưởng âm nhạc khác. Năm 2023, Taylor đã xuất hiện trong danh sách top 5 phụ nữ quyền lực nhất thế giới, bên cạnh các nữ chính trị gia. Năm 2023, một năm đại thành công của Taylor Swift, cô đã tổ chức tour diễn vòng quay thế giới mang tên Eras. Taylor đã vô cùng đầu tư vào tour diễn, mỗi đêm nhạc cô sẽ hát 44 bài, trong đó 2 bài không thông báo trước để tạo bất ngờ. Ngoài ra thì cô cũng thay 16 bộ trang phục và Eras đã trở thành một trong những tour diễn thành công nhất mọi thời đại. Khi mà Taylor đi đến đâu là kinh tế ở đấy được kích cầu đến đó. Và đúng là Eras đã làm tăng 5 tỷ đô cho nền kinh tế thế giới nhờ việc thúc đẩy du lịch. Đây cũng là tour diễn đầu tiên có doanh thu cán mốc 1 tỷ đô, ngang ngửa doanh thu của những công ty lớn bậc nhất Việt Nam, với hơn 4 triệu vé được bán.
Thành tích này đã được ghi vào kỷ lục Guinness. Điều thú vị là Iras vẫn chưa dừng lại. Tour diễn dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 12 năm sau. Người ta ước tính Taylor Swift có thể mang về đến 2 tỷ đô nhờ tour diễn lịch sử này. Ngoài sự nghiệp thì chuyện tình cảm của Taylor Swift cũng khiến giới báo chí phải cập nhật liên tục, vì cứ sau một thời gian thì cô nàng lại đổi người yêu. Thời gian thì trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, không hóng thì không thể nào bắt kịp. Đến nỗi người ta còn nói đùa rằng sao hạng A nào cũng đã qua tay của Taylor Swift rồi. Trên thực tế thì đúng là như vậy, chỉ tính riêng người yêu chính thức, Taylor đã yêu khoảng 10 người. Cộng với những người tình tin đồn thì cỡ 20, và nếu tính thêm cả những mối tình mà báo chí không biết thì thôi, mình cũng không biết. Hiện tại Taylor Swift đang hạnh phúc bên cầu thủ bóng bầu dục. Ai cũng biết sẽ có hai kịch bản cho anh chàng này, một là giữ được nàng về sinh, mà hai là trở thành nhân vật chính trong hit mới của Taylor. Thôi thì chúng ta cứ chờ xem Travis Kelce có phải là người đàn ông cuối cùng của Taylor hay không. Chỉ biết rằng người nghe nhạc thì lại rất hào hứng mỗi lần Taylor chia tay. Vì cô mà được ai nấy đi với người yêu thì y như rằng vài tháng sau khán giả lại có nhạc mới để nghe. Và sở thích lôi yêu người cũ ra để làm nhạc đã khiến Taylor gây thù chuốc oán với hầu hết những người đàn ông đi qua đời mình. Nhưng việc này thì không làm Taylor bận tâm, vì sẽ có người lấp đầy chỗ trống mà người cũ để lại. Chưa kể là cứ chia tay là ra nhạc, mà ra nhạc thì lại càng nổi tiếng. Kể ra thì Taylor cũng không thiệt thòi gì lắm. Ngoài tình yêu với các ngôi sao hạng A thì Taylor còn rất yêu mèo. Và có lẽ đây chính là một trong những mối tình mà Taylor chung thủy nhất. Hiện tại cô nàng có nuôi hai chú mèo cưng. Và mình thì đang vừa làm video này vừa khóc khi biết rằng chú mèo cưng Olivia Benson là thú cưng giàu thứ ba thế giới với tài sản ròng trị giá 97 triệu đô, tương đương 2.300 tỷ đồng tiền Việt. Còn chú mèo Benjamin Button cũng chẳng kém cạnh. Benjamin vừa mới cùng cô chủ lên trang bìa của tạp chí Time khi Taylor Swift được chọn là nhân vật của năm. Tài sản của mèo đã lên đến 2.300 tỷ thì tiền của Taylor còn khủng khiếp cỡ nào? Câu trả lời sẽ khiến các bạn chao đảo. Tour diễn Iras đã giúp Taylor chính thức trở thành tỷ phú với khối tài sản ròng 1,1 tỷ đô, tương đương 27.000 tỷ tiền Việt. Taylor Swift đã đổ 80 triệu đô, khoảng 1.970 tỷ đồng vào bất động sản với các căn biệt thự trải dài khắp đất Mỹ. Không thích tắc đường mà cũng chẳng muốn mất tiền mua vé máy bay, nên Taylor đã xuống tay gần 1.300 tỷ đồng để sở hữu chuyên cơ riêng mà lại còn mua hẳn hai cái. Và vì lắm tiền nhiều của nên Taylor Swift cũng từng chi tiền cho những khoản mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Vào tháng 3 năm 2015, Taylor đã khiến cả thế giới sửng sốt khi chi đến 40 triệu đô, tức là gần 1.000 tỷ đồng để mua bảo hiểm cho đôi chân. Quả thật là với chiều cao 1m8, đôi chân chính là điểm nhấn đặc biệt của nữ ca sĩ. Không chỉ chăm lo cho bản thân, Taylor Swift cũng luôn thể hiện mình là người đẹp, thân thiện và thường xuyên móc hầu bao để giúp đỡ người khác. Năm 2023, Taylor đã thưởng nóng tới 121 tỷ cho 50 tài xế xe tải chở các thiết bị, đạo cụ phục vụ cho Iras Tour. Một người vừa có tài năng lại vừa tử tế, tinh tế và kinh tế như Taylor Swift thì cô phải xứng đáng với tất cả những gì mà cô ấy đang có. Các bạn có nghĩ gì về nhân vật này không? Rõ ràng dù thành công như vậy nhưng cô ấy cũng từng rất kiên trì và phải vượt qua rất nhiều lời từ chối thu âm. Vậy thì bạn có khó khăn gì cũng đừng nản lòng nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.